cháy nè, nó hơi phức tạp một tí. Mọi người kích vô cái ống thép, cho phần bài thai kích vô ống thép nè, routine reference nè, edit. Thì mình nói luôn cái phần ống thép nó có 3 loại. Một loại là ống coren cơ hàng, và một cái màng bít. Mặt bít là dùng cho phòng bơm. Còn hàng á, là từ dao động từ cái đường kính từ 100 tới 65. Còn coren á, là từ 50 trở xuống. Thì mình đây mình lock family, đầu tiên mình lock family coren trước nè. Các bạn vào lock family UF matrix, vô phần bài fitting. Các bạn vô cái phần malleable iron nè. Cái này là thuộc coren của thằng mặt thằng rivet. Vô lock 150. Thread đây có nghĩa coren, lò ren. Thì ở đây mình sẽ lock cho cái gì? Cap nè. Coupling nè. Rod reducing nè. Able reducing nè. Những cái nào mà sử dụng reducing đó mình sử dụng, chứ đừng sử dụng mà cái không có reducing thì nó tốn thêm một cái lực cái giảm nữa, thì lúc đó nó phí cái quyền của mình. Rồi T nè. Chú ý nè, lock T nè, co nè, thập nè, coupling, cap. Không, người lock hết lát mình vô nó bị rối. Nhiều quá nó bị rối. Cái nghĩa là khi mà mình lock vô tất cả cũng được. Nhưng mà lát mình lock ra nên mình sẽ khó chọn được cái mà mình đã lock rồi, nó nhìn nó rối bời à. Nên những cái gì mình cần thiết thì mình nên lock thôi, chứ đừng lock hết. Dạ, yeah, rồi ok. Ở bên nè. Rồi sau khi mình lock vào rồi á, chỗ phần ba shipment là mình chọn lại phần ống thép mình mới tạo. Ống thép cái min size, max size đây là đường kính nhỏ nhất và đường kính lớn nhất. Thì mình chọn cái đường kính lớn nhất là đường kính tối đa là 600 luôn. Rồi đầu tiên cái phần elbow này á, mình sẽ setup như thế nào? Mình setup coren đầu tiên thì cái đường kính của nó là dao động từ gì? Từ thấp nhất tới phần 50. Thì mình vô cái elbow này, chọn cái elbow, thắt mới lock vô đó. Đây elbow reduction thắt. Rồi cái min size ở đây là mình chọn cái min size là nhỏ nhất là 15 nè. Tới cái max size đó là nhiêu? 50. Được chưa? T đây mình vẫn chọn là T, kiểu T. Và cái tension T đây á, là mình chọn cái phần T reduction. Cái này min size nó cũng là 15, tới max size là 50 luôn. Cross cũng tương tự như vậy luôn, 15 tới 50. Tương tự như vậy là chain system luôn, coupling. Coupling reducing, cái này mình chưa có. Thường thì cái này á là nó không có, bởi vì trong cái ống coren của mình nó không có cái coupling kiểu của thằng ấy, mà mình sử dụng cái coupling của thằng loại là hàng á. Lát nữa mình sẽ nói về phần đó. Thì cái này cho on đi. Rồi union. Union là cái thằng mở nối, chọn là 15. Tới thằng này là 50. Cái flang đây là dành cho mặt bít. Mặt bít lát nữa mình những đường kính nào lớn hơn 150 trở lên á thì mình sử dụng mặt bít. Thì cái này mình chọn hiện tại là nanh nè. Và cái cap. Cái cap này là cap ren 15 50. Cái cap là cái bít ống á. Cái đầu bít ống mình dặn bít ống á. Rồi, tiếp theo á là mình sẽ sử dụng cái hệ thống khác, là hệ thống dùng ống hàng. Ống hàng từ dao động từ 65 tới 125. Thì mình lock family cũng giúp phần bài luôn, bài fitting vô generic nè. Thì cái này nó có cái phần wet. Wet có nghĩa là hàng nè. Chọn cap hàng nè, rod hàng nè, elbow hàng nè, tee hàng nè, chain system hàng nè. Rồi open. Đây này mình đã lo sẵn nên nó bị đè lên.
Rồi bắt đầu nè, khi mà mình nhấn cái elbow á thì được cái dấu cộng bên trái nè, mọi người thấy không? Kích vô cái này, mình tạo thêm một cái loại mới là cái elbow hàng dao động đường kính từ nhiêu? 65 tới 125. Được chưa? Rồi tương tự cái ti cũng vậy. Kích vô cái này, cộng vô. Chọn cái ti hàng đường kính từ 65 125. Tương tự cái thập luôn. Rồi cái chain system. Cái chain system cộng vô. Web. Còn cái điều đi xin này của thằng OBVC thì mình mua đi. Rồi cái coupling. Cái coupling thì cái ống hàng nó không có coupling, nó sử dụng cái hàng nên cái phần coupling này nó không có. Mọi người hiểu hai cái ống mà nó đưa vô thì nó sử dụng cái mối nối hàng á. Thì cái phần family của thằng Revit nó không có mối nối hàng đó. Thì mình không có lót vô. Rồi, chưa. Tương tự như cái flang, flang này là mặt bít, hàng mình không sử dụng mặt bít. Rồi cái cap. Cái cap của mối nối hàng mình sử dụng cái mặt bít để mình hàng vô, nên lát nữa mình sẽ nói cái phần cap của mặt bít sau. Rồi ok, xong chưa? Là cái phần hàng là mình chú ý nè, elbow hàng nè, ti hàng nè, rod hàng. Cái coupling đây là coupling của Karen. Coupling hàng không có, chú ý. Cái coupling là cái để nối hai cái ống lại á. Chưa? Thì nó sử dụng cái hàng mà không có phần coupling. Rồi. Cái chain system này á là cái web. Chọn là nhiêu? 15 tới 65. Xong. Vậy là cơ bản là xong cái phần mối nối hàng đúng không? Tiếp đến là cái phần mặt bít. Mặt bít mình sẽ lock vô family nè. UF matrix chọn bài luôn. Fitting carbon steel lát 150 đáy flang này. Flang lên một ít. Mình sẽ lock vô cái gì? Lock flang nè. Elbow flang nè. Reducer flang nè. T flang. Được chưa? Lót vô những cái gì? Thập flang nè, co flang nè, ti flang nè. Và cái này là cái reducer. Cái reducer là cái giảm. Ok. Tiếp tục kích vô cái elbow nè. Tạo một cái kích thước mới cho cái phần mặt bít. Kích vô. Tạo một cái elbow flang. Đường kính từ 150 tới 600 luôn. Ok. Ti cũng vậy, kích vô cộng nữa. Ti flang 600 rồi. Rod. Mình chỉ cần chọn đúng những cái gì mà mình lót vô thôi. Rồi chọn lại kích thước thì chọn thôi. 150, 600 rồi. Cái chain system vô lăng 125 600 ok 150 nhé. Rồi coupling, cái coupling flang thì nó cũng không có chưa. Rồi cái phần flang đây với phần cap này mình nói sơ này, cái phần này là cái phần mặt bít á thì mình không có, ở ngoài là mình lót cái family của thằng khác này. UF matrix phần bài nó hơi nhiều tí mà mọi người chú ý xí. Còn steel flang nè, 150. Nó đây có, nó có ba cái. Ply, slip on. Cái slip on là dùng để mình hàng trước cái ống hàng hoặc là ống bít để sau đó mình bịt cái ply vô. Là hai cái này là cái, một cái là nhử hàng để bịt vào, một cái là nút bít. Hai cái này lót vô. Slip on và ply. Thì lúc này khi mình lót vô thì mình chọn cái flang này. Slip on nè, từ 150 trở lên nè, 600, ok. Rồi cái cap,
cộng vô. Cái cap này mình chọn là bao nhiêu từ line này, từ cái đường kính 65 trở lên tới 600, được chưa? Vậy là xong, ok nè. Ok, giờ bắt đầu mình vẽ thử nha. Bài, khi mình vẽ bài á thì mình chú ý nè, ống thép keo đồ là một mình giả sử là 1500 nè, còn này là chữ cháy nè, đường kính ống nè, bắt đầu mình chỉnh đường ở kính ống nha. Đường kính ống mình vẽ đường ống 312 trước. Các bạn thấy nó là cream đúng không? Rồi bắt đầu nè, tăng đường kính ống lên khoảng 80 nè. Nó là loại hàng. Tăng đường kính ống lên 150 nè. Nó là mặt bích. Được chưa? Thì lúc này là mình vẽ là tùy theo cái loại ống mà mình vẽ thì nó ra chính xác cái loại nào. Được chưa? Rồi chú ý, giờ mình nói lại sơ nha, vô cái màn ống thép. Edit. Cái đây chú ý là những cái gì là theo hệ thống đó. Ví dụ như range thì mình chọn cái range trước từ 15 tới 50. Sau đó là cái hàng, à, hàng là từ 65 tới 125. Được chưa? Rồi thứ ba là cái mặt bích. Mặt bích là từ 150 tới 600. Được chưa? Ok. Rồi các bạn làm bắt đầu thực hành thiết lập cái ống này.